Thưa quý vị, hiện nay các địa phương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã xây dựng kế hoạch lộ trình thực hiện phân loại rác tại nguồn, tiến tới thực hiện phân loại rác toàn dân theo Luật Bảo vệ Môi trường 2020. Thế nhưng, để quy định này đi vào thực tế, bên cạnh sự thay đổi thói quen, nhận thức từ người dân, thì các cấp chính quyền, ngành chức năng phải có sự chuẩn bị đồng bộ về nhân lực, phương tiện. Ghi nhận tại thành phố Bà Rịa cho thấy, công tác chuẩn bị thi hành Luật Bảo vệ Môi trường đang được địa phương rốt ráo thực hiện. Đã được tuyên truyền cách phân loại rác, khung giờ thu gom rác vô cơ vào mỗi thứ bảy hàng tuần, người dân ở địa phương này cơ bản tuân thủ. Tuy nhiên, vẫn còn ít trường hợp vẫn chưa thực hiện phân loại rác cũng như sử dụng đúng loại thùng rác theo quy định. Địa phương đã nhắc nhở tuyên truyền thêm đến người dân. Nay là cái buổi mà ra quân đầu tiên để thực hiện thu gom, thì sau đó phường sẽ tổ chức cái cuộc họp coi như là rút kinh nghiệm giữa các tổ dân cư cũng như khu phố cùng với công ty công trình đô thị để mình có một cái giải pháp để làm tốt hơn, và sau đó chúng ta sẽ nhân rộng ra thêm ở các tuyến đường khác. Và hiện nay là phường cũng sẽ tiếp tục tập trung vào các cơ sở kinh doanh, và cái thứ hai nữa là cái trường học trên địa bàn, và cái thứ ba là đối với các doanh nghiệp sẽ tập trung là tuyên truyền vận động thực hiện tiếp cái mô hình này. Tại phường Phước Trung, sau 3 tuần thí điểm, đến nay đã có khoảng 31% hộ dân tham gia phân loại rác vô cơ, đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch của tỉnh và thành phố đề ra. Đối với những trường hợp mà thật sự cố tình mà không chấp hành mà không phân loại thì địa phương cũng sẽ chủ động báo cáo về thành phố và phối hợp với các đơn vị liên quan như phòng tài nguyên và công ty công trình đô thị sẽ có những cái biện pháp xử lý theo những cái quy định về pháp luật. Chẳng hạn như đối với việc mà chưa thực hiện phân loại hay là không đăng ký hợp đồng đổ rác sẽ xử phạt vi phạm hành chính, và ban đầu nhắc nhở sau đó sẽ tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với cái việc mà không thực hiện. Để đảm bảo cho việc thu gom rác vô cơ đạt hiệu quả, Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện thu gom được nhận diện riêng, một trong những yếu tố quan trọng trong thực hiện phân loại rác, đồng thời tập huấn cho nhân viên người lao động để vừa kết hợp thu gom vừa tuyên truyền thêm cho người dân. Tức là mình ở đây là so với những lần trước thì mình cứ đi thu bình thường, rồi tổng hợp là cuối tháng hoặc là cuối tuần. Tuy nhiên là để cho cái việc này nó mang cái tính hiệu quả, thì công ty đã bố trí thêm cái lực lượng là các đội ngũ là thành lập một cái tổ là xuyên suốt cái này luôn. Tức là đi cùng với anh em công nhân để thứ nhất là nhận diện ngay từ ban đầu cái thùng rác đó phải dứt điểm là rác vô cơ. Thứ hai về ghi nhận lại những cái thuận lợi khó khăn cũng như là rút kinh nghiệm ngày hôm đó luôn. Để thứ nhất điều chỉnh cũng như có thông tin báo cáo về cho khu phố, phường xã cũng như ủy ban thành phố biết có kế hoạch điều chỉnh trong tuần luôn. Riêng cái vấn đề mà xử lý khi mà vận chuyển lên trên công ty Capet thì Capet vẫn phải phân loại. Trên Capet có một cái bộ phận phân loại rác thải ra, khi mà chôn rác thải vô cơ riêng và rác thải hữu cơ nó riêng nữa. Thì do đó ở ủy ban tỉnh mình thì hiện tại cũng đang kêu gọi đầu tư những cái nhà máy xây dựng bằng công nghệ đốt phát điện, khả năng thì cỡ 2-3 năm nữa thì sẽ có. Tuy nhiên bây giờ nếu mà mình thực hiện cái việc mà phân loại bây giờ thì rất là thuận lợi cho khi mà các nhà máy đi vào hoạt động. Chứ bây giờ nhà máy vào hoạt động mình cũng phải phân loại, mà lúc đó mình mới chuyển ra thì khai thì không có được làm gì hết. Sau 3 tuần thí điểm, thành phố Bà Rịa đã thu gom gần 100 kg rác vô cơ, và quan trọng hơn cả là người dân cơ bản đã nhận thức được việc phân loại rác tại nguồn. Sau thí điểm, địa phương sẽ tiến hành đánh giá rút kinh nghiệm và đề ra giải pháp tiến tới nhân rộng khắp địa bàn. Bà Rịa đặt mục tiêu đến cuối năm 2024, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được phân loại trên 30%.